thầy đi 4-5 năm rồi. Mà lại về bác sĩ ở mấy năm chứ? Chắc khoảng 2 năm. Hơn 2 năm. Cô này bị điếc hơn 2 năm. Nhưng mà bác sĩ nói là điếc độ 4 rồi. Và không có nói gì tới chuyện cuộc bầu ấy. Tại cô như là xài một tay thôi. Thành ra là mọi người ấy, có thể là mình dùng hai cái ngón tay ấy, mình đặt vô lỗ tay chỗ này nè. Thì khi đặt vô ấy, cái lỗ tay bên đây rộng, còn lỗ tay này hẹp nè. Mọi người lên thử cái đi. Tôi cho mọi người thử cái nha. Rồi, mọi người thử đi biết. Ừ, hai bên. Ừ, rồi. Thấy chưa? Không có. Đưa cái câu chuyện này đó. Thấy không? Để cho biết. Đó, thử cho biết. Bên đây rộng hơn. Bên đây rộng nè, bên đây hẹp nè. Rồi, làm thử đi. Vì máu á, lâu ngày nó không có bơm vô trong đó. Ông Linh nó thử đi. Máu lâu rồi nó không có vô đó. Thấy chưa? Nhưng mà lỗ tai, cái tay mà to cái nó mút đặt vô. Đặt nó mút bên kia. Ông sẽ thấy cái lỗ tai này là chỉ nó bị kẹt lại. Và như vậy á, là mình á, muốn thử không? Và mình á, là khi mà mình chữa đó, thì mình phải làm cho máu nó vô đó để nó nuôi. Và bây giờ em lấy cái tay này bịt lỗ tai này chữ. Một mở lỗ thôi. Rồi. Nghe không? Nghe thử nghe, bây giờ tôi nói nghe không? Dạ, có. Bình miệng là nó nghe không? Ủa nghe chứ đúng. Ý là nghe được. Vậy chích vào đây. Nói nghe được không? Nghe nhỏ hơn lúc nọ. Bây giờ không có bây giờ lục nọ những cái địa chỉ. Rồi, lục nọ biết. Bây giờ nghe, bây giờ tôi nói cái giọng âm thanh vẫn đều vậy hết. Rồi chút xíu là tôi làm coi em so sánh coi khác nhau đúng không? Ok. Rồi được rồi. Lớn. Mọi người nhìn này nha. Bỏ tay ra để hoài. Rồi bây giờ mọi người nhìn này nha. Cái cô này á là cái khi mà mình chữa cái tay điếc á là mình làm bơm máu đầy đủ hết á. Nhưng mà mọi người nhớ là chúng ta sẽ dùng cái tay mình chặn cái máu. Tại sao cái đầu mình chặn để cho máu nó dồn xuống vì cái bông nó yên mượn cái bánh đó. Và một cái nữa là mình để cái bánh đó là kẹp bánh nách kẹp xuống. Nè, và kẹp xuống chặn cái mạch máu này nè. Rồi khi chặn cái mạch máu rồi đó thì tim á là máu từ tim nó ra là bao giờ ra động mạch ra tay mình chặn cái này lại thì nó bị vọng ngược trở lại, nhưng mà vọng ngược lại thì vô tim được bị máu bao giờ nó đẩy ra thì nó sẽ đẩy ngược lên đây, giờ mình kích động cho nó lên trên đây, hiểu không? Và mọi người nhìn tôi bơm máu này, cái tay bơm máu này nha, đẩy nè, tôi đẩy lên nè, 1, 2, 3, 4 này. Thôi cứ ngồi đi cho mọi người thấy, sao coi thấy. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ đẩy máu lên nữa này. Thôi. Rồi sau đó tôi đẩy cái đồng mạch cảnh thì mọi người thấy nè. Cái ngón tay để kẹp vòng qua bên cái xương hàm thấy chưa? Ngón tay này ôm ngay cái cơ đồng chủ. Ta đẩy rất nhẹ nhàng. Mềm cái tay. 1, 2, 3, 4 nè. Rồi, khi ta đẩy xong á thì mọi người chú ý cái lỗ tai. Mọi người chú ý lỗ tai. Nếu như mà máu lên lỗ tai được, máu lỗ tai từ từ nó đỏ lên. Thấy không? Rồi bây giờ tôi để cái tay này vô để đồng mạch cảnh nè. Tôi đẩy cái máu lên. Được chưa? Và khi tôi đẩy vậy á, mọi người sẽ thấy là để nhằm bơm máu lên trên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vê cái đầu ngón cái gì nè, cái bàn tay này. Rồi mọi người á là tại sao mình kích thích cho máu cho nó vô đây, đào, thấy không? Không có thể nào mà nhún nhường được. Đấy, rồi khi mình đẩy cái này xong rồi ha, mình đẩy cái trong nè, nghe không? Coi gì điếc tay cũng làm dáng dữ lắm. Rồi, chứ mà quay sát gì vậy? Sát vậy. Nhìn đứng ngoài. Rồi mình mọi người nhìn này cái lỗ tai đỏ tươi lên ha, thì máu nó vô đều này. Gì nút nào? Đó, kệ đó. Rồi, bây giờ nè, chúng ta là sẽ lấy cái ngón tay trỏ này, quý vị nông vô nè, rồi ta nắm là ta kéo ra nè, 1 nè, 2 nè, thấy chưa? Rồi, hồi đau, ta bỏ cái ngón cái này vô đây nè, ta nắm này mọi người thấy tôi lận này nha, 1 nè, 2 nè, thấy chưa? Rồi, không, làm gì nữa mới không vậy không hết rồi thôi, rồi. Cái ngón cái mình nắm á, ngay cái này nè, ngón trỏ này làm đây, nhưng mà nhớ cái ngón cái đầu này nè ha, của tôi dịnh ở đây, dịnh đây nè, thấy không? Tôi nãy nè, 1 nè, thấy không? 2 nè, 3 nè, Thấy không? Nó đau dữ lắm, ngồi nghỉ mệt chứ. Ngồi nghỉ mệt chứ. Đau mà hết cũng không sao. Đau mà hết rồi không sao. Sửng sốt luôn á. Đau mà sẽ được nghe. Mọi người nhớ là cái tay mình làm mình xếp như vậy. Một cái mình chặn ngay cái tay này đúng không? Mình chặn lên cái phải để như vậy, thấy chưa? Cái thứ hai là mình ép tay vô đây nè. Đây nè. Ép vừa em, ép phải để cho vừa vô giống như mà cho khít vô đó. Ha. Bắt đầu mình vỗ nha nè. Thấy không? Rồi khi mình vỗ vô thì cái âm thanh nó vô trong cái tay rồi đang có lâu tay giờ lỗ đỏ luôn rồi thì nó được gái quay rồi ok bị choáng váng rồi. Nhưng mà mình phải chú ý là mình hỏi với người mình đó là trước đây có bị viêm tay giữa hay là viêm tay trong không, nhớ nha. Bởi vì khi viêm đó, ổ viêm nó chưa hết, nó vẫn nằm trong đây và nó làm cho họ ù điếc tai, họ làm cho choáng váng, họ làm cho rối loạn tiền đình. Thì lúc đó họ nó có thì bắt đầu mình lấy cái tay mình nhấn này, nhấn. Khi mình nhấn chung quanh cái tay này á thì nhấn có cái điểm ôi đau quá, tức là người ta phản ứng rất dữ dội. Thì cái phản ứng dữ dội đó là gì? Cái chỗ đó là tương ứng với cái chỗ viêm trong cái ống tay đó. Thì mình biết cái chỗ viêm đó rồi thì giải quyết cái chỗ đó mà chúng ta làm giống như tôi làm cô này nãy giờ đó là cổ choáng liền và cổ sẽ bị bệnh nặng hơn. Thì lúc đó mình không được làm những cái động tác như nãy tôi làm mà mình lấy sao? Mình lấy cục đá mà bỏ trong ngăn lạnh á, mình áp đúng ngay cái điểm này, áp đúng ngay điểm này. Thì khi mình áp đúng ngay điểm này á thì nó sẽ cái hơi lạnh đó, nó sẽ đi sâu vô trong tay và nó chống được cái viêm. Nhớ là bỏ trong cái ngăn lạnh, mà cái ngăn lạnh là phải dưới là âm là 4 tới 5 độ. Thành ra là khi mình để vô là bị viêm đó nha. Cái đặc biệt của viêm là khi ta để vô là nó không sao đó. Nhưng mà khi mà hết viêm á, quý vị đừng có để cái lạnh vô nữa. Và nếu muốn cái để lạnh vô nữa thì phải lấy miếng gạt đặt lên để lên. Bởi vì lúc đó mình trực tiếp vô nó sẽ gây phỏng. Khi mà bị viêm thì nó không sao, nhưng mà nó hết viêm rồi thì để vô nó phỏng liền, nó phỏng cái da liền. Cái chỗ cái đá mà nó chữa thì nó chỗ cái ngay cái viêm thôi. Thấy không? Đồng ý chưa? Rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.